Ví dụ như mà không gặp là cũng có kết quả số. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, Phúc đang có mặt tại Thiền Am bên bờ vũ trụ. Như thông tin mà quý vị và các bạn được biết thì vào lúc 14 giờ ngày hôm nay thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ ghé Thiền Am bên bờ vũ trụ. Mục đích của cô Phương Hằng ghé đó là làm từ thiện. Xin thưa với toàn thể quý vị và các bạn là cô Phương Hằng sẽ ghé Thiền Am bên bờ vũ trụ với mục đích là đem tiền qua làm từ thiện. Đem tiền qua làm từ thiện. Hiện tại thì đang ở khu vực này, rất là đông các anh chị em YouTuber, phóng viên, báo, đài đến ghi hình và đưa tin. Thì theo nhận định của Phúc á, thì chắc ít phút nữa thì lực lượng công an sẽ có mặt để giải tán đám đông. Tại vì đây là tình hình này là rất là khó khăn. Rất là đông các anh chị em nha quý vị và các bạn. Đây là cổng Thiền Am bên bờ vũ trụ. Và ngày hôm nay thì Phúc nhận định là 100% là đóng cửa. Phúc dư sức Phúc biết. Mục đích của Phúc đến đây đó là xem bên Thiền Am nhận cái tiền từ thiện của cô Hằng như thế nào. Và cái mục đích thứ hai đó là Phúc gặp cô Hằng để xin về Đại Nam làm lại. Rất là đông anh chị em. Những anh chị em YouTuber khắp mọi miền, đặc biệt là ở miền khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ đang tập trung về đây. Nếu mà ai đi làm sớm thì quay sớm đi quý vị và các bạn ơi, chứ còn không thì ít phút nữa thì lực lượng chức năng, cơ quan công an sẽ vào đây để giải tán đám đông à. Tại vì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng mà chúng ta tụ tập như vậy là không được rồi. Chắc chắn là Thiền Am không có mở cửa tiếp đón. Mà mục đích của Phúc vào đây là Phúc sẽ gặp cô Hằng để xin về Đại Nam làm lại. Tại vì còn nợ nần cô Hằng nhiều quá. Bỏ trốn một thời gian rồi giờ phải mạnh dạn đối diện với sự thật thôi. Đây là địa phận thuộc xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Có một chuyện cái đơn giản thôi, cái đây là lực lượng chức năng đã khẳng định những đứa trẻ trong đây không phải là những đứa trẻ mồ côi. Đó, Phúc đang có mặt ở khu vực Thiền Am đây để chờ đợi nên rất là đông YouTuber. Chúng ta nên nhớ như thế này nè. Lực lượng chức năng đã khẳng định những người trong Thiền Am là những người có quan hệ huyết thống. Những đứa trẻ trong Thiền Am không phải là những đứa trẻ mồ côi. Chúng ta nên hiểu điều đó. Những đứa trẻ trong Thiền Am không phải là những đứa trẻ mồ côi. Như vậy thì hai thầy ở trong đây huy động từ thiện để làm cái gì? Hôm nay cô Hằng qua, cô Hằng sẽ đem tiền qua. Và theo thông tin mà Phúc được biết thì cô Hằng đem đi 500 triệu. Cô Hằng đem qua đây 500 triệu để tặng cho Thiền Am. Tại vì Thiền Am đều huy động từ thiện mà. Nhưng mà chúng ta phải nhanh đi các anh chị ơi, chứ khoảng 45 phút nữa là chúng ta không có được tập trung đông như vậy đâu. Họ sẽ tới đây giải tán đám đông, tại vì tình hình dịch bệnh mà không được tụ tập. Họ đơn giản thôi, họ tới là kêu giải tán đám đông. Cho nên chúng ta nhanh đi. Đứa trẻ thì nó vô tội. Cái tội ở đây là tội của người lớn, chứ đứa trẻ là hoàn toàn vô tội. Em xin tự giới thiệu, em là trước đây em là bình luận viên của trường đua Đại Nam nè. Nhưng mà tại vì em cờ bạc quá em mới trốn nợ. Em qua đây là em gặp, em chủ yếu là em xin cô Hằng để về làm lại. Đây em là trước đây em là bình luận viên. Bình luận viên của trường đua Đại Nam, tên em là gọi là Robert Phúc á, Phúc. Em là lính ruột của cô Hằng hồi xưa. Rồi. Dạ. Hôm nay anh bức xúc với cái đề gì anh? Em bức xúc ở đây á là những đứa trẻ nó bị lợi dụng. Những đứa trẻ nó hoàn toàn vô tội các anh chị. Lỗi là lỗi của người lớn. Và theo thông tin mà em được biết thì cô Hằng đem tiền vào đây rất nhiều, đem để mục đích là
từ thiện, đi từ thiện thôi, mục đích từ thiện chứ không có một ngoài mục đích gì cả. Đó. Mà bạn đem bao nhiêu tiền đó anh? Dạ, theo em được biết thì trên 300 triệu. Dạ. Đem theo số tiền trên 300 triệu. Để cho từ thiện ở nơi đây. Dạ, để từ thiện nơi Thiền Am này thôi, tại vì trên thiền bên Thiền Am có huy động tiền từ thiện mà. Dạ, có huy động tiền từ thiện, tại vì thì chúng ta cũng có thể từ thiện được, nhưng mà hôm nay thì chắc là Bồng Lai không mở cửa rồi. Anh có nghĩ Bồng Lai hôm nay sẽ mở cửa hay không mở cửa? Bồng Lai chắc chắn sẽ không mở cửa. Không tiếp đón bà Không Phương tiếp đón cô Phương Hằng. Và Phúc cũng xin khuyên các anh chị là chúng ta quay tác nghiệp ở đây khoảng chừng 10-15 phút thôi. Thì ít phút nữa đây thì lực lượng chức năng sẽ xuất hiện và chúng ta phải giải tán đám đông. Tại vì tình hình dịch bệnh nó đang căng thẳng mà chúng ta tụ tập như vậy là sai theo quy định. Đó. Phúc, em xin tự giới thiệu em là Phúc. Trước đây là em là bình luận viên của trường đua Đại Nam. Em là lính ruột của cô Hằng. Đua ngựa, đua xe, đua chó, đua mô tô, đua go-kart. Ở đây là xứ sở về đua ngựa nè nha quý vị. Đây là Đức Hòa, là cái nôi truyền thống về ngựa đua của Việt Nam, là đây đây. Tất cả các anh chị em bên Đức Hòa nuôi ngựa đều biết ở bên Đại Nam và đều biết em. Em trốn nợ một thời gian, hồi xưa em chơi cờ bạc em trốn nợ. Cô Hằng cho tiền em, cô Hằng cho tiền em trả nợ nhưng mà em lại lấy tiền em chơi tiếp. Rồi em đi trốn nợ mà bây giờ hết chỗ trốn rồi em xăm mình em về luôn. Bây giờ cô Hằng có cho nữa không? Thấy sao anh? Bây giờ em còn cái sơ gì nữa đâu mà sợ. Mục đích của em qua đây á là gặp cô Hằng để xin cô Hằng về Đại Nam làm lại. Với lại em cũng mới làm một kênh YouTube nhỏ nhỏ, em cũng chưa biết kỹ thuật được nhiều. Hy vọng là cô Hằng sẽ nhận anh lại. Anh là fan chính nghĩa là cô Hằng sẽ nhận anh lại. Em lúc nào cũng ở bên cô Hằng rồi. Hy vọng là 300 triệu của Hằng đem theo mà ông nội không nhận. Dạ, cũng xin thông tin với các anh chị em YouTuber một thông tin như thế này nè. Em là người đi xin giấy phép chữa bệnh cho ông Võ Nam Yên nè. Trời ơi. Em là người đi xin giấy phép chữa bệnh cho ông Võ Nam Yên nè. Tại sao vậy? Đi xin giấy phép thôi mà Sở Y tế tỉnh Bình Dương không có cấp. Là người đi xin giấy phép. Vì sao vậy anh? Là ông không có giấy chứng chỉ hành nghề. Sau này rồi mới xuất hiện ra cái chứng chỉ về so bóp bấm huyệt. Cũng như các kéo lưỡi, anh kéo lưỡi, cắt lưỡi rồi đó. Em cũng có cái kênh riêng, nhờ các anh chị ủng hộ em kênh ấy. Em là Robe Phúc TV. Rồi anh hãy chia sẻ cho con lý do anh, lý do anh nói là bức xúc năm cái vụ mà năm đứa bé ở đây là như thế nào, anh chia sẻ lại lần nữa cho bà con được biết được không? Thưa toàn thể quý vị và các bạn, trẻ em thì nó như búp trên cành, nó vô tội. Những đứa trẻ này nó rất là đáng thương, rất tài giỏi, rất tài năng. Nếu như mà cha mẹ ông bà hướng nó, dạy dỗ nó nên người thì chắc chắn sau này nó sẽ có ích cho đời chứ không cờ bạc như em. Mà bị những ông thầy tào lao này lợi dụng, khẳng định trên mạng, khẳng định trên tivi đây là những đứa trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện, rồi bị Nguyễn Sinh khui ra những đứa trẻ này không phải là đứa trẻ mồ côi, lúc đó thì nó mới lòi cái đuôi ra. Đó. Chúng ta bức xúc là bức xúc cái cách làm của người lớn, cái cách lợi dụng trẻ em để kiếm tiền. Đó, Phúc xin chia sẻ đến tất cả các anh chị em như vậy. Thì anh hy vọng trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ làm việc như thế nào anh? Cơ quan chức năng đã khẳng định rồi. Cơ quan chức năng đã khẳng định những người trong đây là những người có quan hệ máu mủ. Những đứa trẻ trong Thiền Am là những đứa trẻ có cha có mẹ hẳn hoi, không phải là những đứa trẻ mồ côi. Và anh biết những chú tiểu trong đó là con của ai không? Cái chuyện đó mình không dám khẳng định, mà cơ quan chức năng đã khẳng định đây là những đứa trẻ không phải mồ côi. Không phải mồ côi thì chắc chắn có cha có mẹ, có ông bà đó. Không, tại sao cha mẹ nó không nuôi cho, không nuôi nó mà phải đi lợi dụng? Đây là những đứa trẻ mồ côi. Hiện tại thì rất là nhiều mạnh thường quân là chưa biết được cái vụ việc này, thì anh muốn nhắn gửi gì tới mạnh thường quân? Dạ, những mạnh thường quân của chúng ta, lòng tốt của chúng ta phải đặt đúng nơi đúng chỗ. Lòng tốt của chúng ta phải đặt đúng nơi đúng chỗ. Thật sự những đứa trẻ này mà nó khó khăn, xã hội sẽ không bao giờ quay lưng. Các anh chị em ở đây sẽ không bao giờ quay lưng. Cũng giống như con cái chúng ta mà thôi. Những đứa trẻ trong đây thật sự khó khăn thì chúng ta, xã hội sẽ cung mang ngay. Đó. Mà những ông thầy đây lại lợi dụng những đứa trẻ đó, khẳng định những đứa trẻ này là những đứa trẻ mồ côi, rồi huy động từ thiện. Lực lượng chức năng đã khẳng định rồi, đây không phải là những đứa trẻ mồ côi. Nhưng mà nói một cách công bằng thì anh công nhận những đứa trẻ này nó có tài không? Những đứa trẻ này rất tài năng.
theo bản thân, theo quan điểm cá nhân của Phúc, những đứa trẻ này rất là tài giỏi. Nhưng mà tài giỏi thì chúng ta phải hướng nó về những cái điều thánh thiện. Chứ tài giỏi mà mình đi lại hướng nó vào làm những cái việc mà không ra đâu, chắc chắn sau này sẽ bị đào thải ngay. Ngay cả bản thân mình, ngay cả con của mình cũng vậy. Các anh chị cứ nghĩ đi, con của mình mà mình lên tiếng mình nói là nó không phải là, nó là những đứa trẻ mồ côi thôi, người cha người mẹ như vậy là vứt đi. Anh nghĩ những đứa trẻ trong này nếu như mà theo lâu dài những người lớn trong này thì sẽ hư hỏng luôn không? Nó bị người lớn lợi dụng rồi, nói chuyện rồi. Những đứa trẻ nhiều khi vẫn còn bú sữa mẹ mà lên tiếng khẳng định thưa thầy Thích Nhật Từ, đi tranh luận với thầy Thích Nhật Từ, đúng không? Đó. Lỗi là lỗi của ai? Lỗi của người lớn đang hướng những cái đứa trẻ đó làm chuyện tầm bậy. Hoàn toàn là lỗi người lớn hả cả. Trẻ em vô tội. Dạ, theo anh thì có những người trong đây mình còn có xứng đáng để gọi là thầy không ạ? Thầy là người ta tự xưng. À. Cũng giống như là tôi tên thầy, tôi là Trần Văn Thầy, Nguyễn Văn Thầy, Lê Thị Thầy. Đó, thầy tự xưng thôi. Chứ có ai phong trọng là thầy đâu. Giờ vừa cũng nhớ Phúc nè, Phúc kêu Phúc tự xưng nè, thầy Phúc nè, giống như Lộc Phù Hồ đó, chia sẻ cho thầy. Chia sẻ cho thầy đi. Thì hồi nãy có một anh hỏi là lực lượng chức năng sẽ xuất hiện hay không, thì Phúc nói là không cần văn bản, chúng ta tập trung đông người như vậy, chỉ cần người dân điện thoại tập trung đông người trong mùa dịch này là đã sai phạm rồi, cho nên chúng ta tác nghiệp khoảng 10-15 phút nữa thì hãy giải tán. Em xin giới thiệu nha, em là bình luận viên của trường đua Đại Nam, lính ruột của cô Hằng và chú Dũng hồi xưa. Qua bên đây chủ yếu ngày hôm nay là gặp mặt cô Hằng để xin về Đại Nam làm lại. Anh ơi, tại sao mà anh không làm cho bà Hằng nữa anh? Tại vì hồi xưa em làm bên cô Hằng tăng lương cho em nhiều lắm, cho em nhiều tiền lắm. Mà em lại có cái thói là đam mê cờ bạc. Em chuyên đi đá gà bên Thermo, chuyên cá độ bóng đá, chuyên đi đánh tài xỉu, cho nên em nợ nần rất là nhiều, em phải trốn nợ. Cái này là thông tin sự thật. Bây giờ anh hoàn lương chưa anh? Bây giờ thì đã mất hết rồi, bây giờ mới thấm cái cảnh nè, cờ bạc là bác thằng bần mà ruộng trâu bán hết rồi ra thân ăn mày. Em xin chia sẻ thật, bây giờ là các chủ nợ của em là em không có ngại nữa, tại vì em biết em hết khả năng chi trả rồi. Bây giờ lương trình độ của mình, trình độ đại học thì bây giờ thả ra là tháng 10, 12 triệu chứ nhiêu. Lời nói thật đi rồi. Lời nói thật. Nhưng mà nó đáng tin cậy. Thậm chí em lên trên, em đi em trốn nợ mà em còn lên trên mạng em xin tiền thêm chủ nợ để em sống qua mùa dịch mà. Nếu anh chị em thương em, cho em cơ hội để làm lại cuộc đời thì hãy đăng ký kênh Robert Phúc TV của em với. Em mới làm. Thông tin của hàng mang 300 triệu đến thì mang này. Đó là thông tin cá nhân, thông tin mật của em. Thông tin mật. Dạ. Thông mật mà tiết lộ luôn. Riêng trên xe của hàng thì lúc nào không có tiền tỷ. Chính xác. Em là người. 300 triệu thì chúng ta cũng cần nó có một cái gì đó nó hơi chính xác một chút xíu. Dạ, nếu như không chính xác thì em xin lỗi. Dạ. Không có, nếu mà bây giờ bà Hằng không đem 300 tỷ thì có thể bà Hằng đem 1 tỷ. Tại vì có nhiều người biết Diễm My, đúng không? Thì cũng phải đem. Rồi tiền. Thêm cái chuyện Diễm My nữa. Phải luôn. Cái chuyện Diễm My. Hạ điện thoại xuống anh cho cả thấy mặt. À. Rồi tới luôn. Diễm My là người đã trưởng thành rồi đúng không anh chị? Quyền quyết định là quyền sống của Diễm My. Thích nó thi trường nào, nó thích làm công việc gì, cha mẹ định hướng không được thì thôi. Diễm My là một con bé rất dễ thương nhưng cũng cực kỳ tào lao. Tào lao chỗ nào anh? Tào lao nhiều chỗ. Anh có thể kể một cái chi tiết tào lao không anh? Cái tào lao đầu tiên đó là cái tội bất hiếu. Cái tội đầu tiên đó là cái tội bất hiếu. Bất hiếu là tội nặng chứ không phải tào lao đâu anh. Dạ. Em xin lỗi. Tại vì nhiều khi mọi người có thấy anh Diễm My mà đứng lên nói trong mấy câu chuyện, thấy mọi người có chú ý Diễm My đang đội tóc giả không? Cái chuyện mà đội tóc giả hay là cái chuyện dàn dựng ở Vũng Tàu, ở Thiền Am, ở Long An, ở thậm chí ở Singapore hay là ở Malaysia đồ đó không quan trọng, mà đó là cái những cái lời thật của Diễm My nói ra. Đó là cái những lời thật của Diễm My. Thì em xin chia sẻ như vậy thì em cũng khuyên các anh chị là chúng ta nên giải tán. Tại vì tình hình dịch bệnh nó đang căng thẳng mà chúng ta tập trung như vậy chắc chắn là sai rồi. Đó. Diễm My chắc gì đam mê nhân tài. Một lần nữa nha, em xin tự giới thiệu em là Robert Phúc.
bình luận viên Robert Phúc, bình luận viên đua ngựa, chuyên về đua ngựa, đua chó của Ray Hao đó, đua chó Ray Hao đua ngựa. Những anh em bên Đức Hòa này biết gì mình nhiều lắm nè. Ở nhà anh có ngựa không? Nhà em không có ngựa, nhà em có chó. Bên này nào anh thích nuôi chó thì em cho anh mấy con chó Ray Hao nhỏ nhỏ, chó đua. Hồi xưa có hàng cho mà không biết nuôi cũng nuôi không được đâu. Chó không nuôi con chó đó là rất là mắc, một ngày nó phải ăn 300.000 theo chế độ tiền đua. Trời ơi, ăn hơn tôi nữa. Ăn, ăn thịt bò, nó ăn đầu gà, nó ăn ức gà. Xin cảm ơn các anh em nha. Bắt đầu mình coi ở đâu rồi, mình coi trên đây mình coi ở đâu. Nhiều lắm. Nhiều lắm, anh bấm anh vô từ khóa tỉnh đất Thiện Âm.